Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Từ bỏ tư duy không quản được thì cấm sẽ là một cuộc cách mạng thực sự. Ngày 22 tháng 11, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bình luận trên trang Facebook cá nhân của mình về đề tài điểm nghẽn của điểm nghẽn. Theo tác giả, việc thực sự thay đổi tư duy theo lời hồ hạo của ông Tô Lâm sẽ là một cuộc cách mạng thực sự. Bởi về bản chất, nó liên quan đến nhận thức về quyền tự do, quyền con người hình ảnh status của nhà báo nguyễn đắc Kiên thời báo chấm d giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau khi tổng bí thư tô lâm nói dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm thật ra ông đã chạm vào một điểm nghẽn khác rất vi tế nhưng lại cực kỳ hệ trọng nếu không muốn nói là hệ trọng bậc nhất trong số các điểm nghẽn hiện nay trước tiên thử phân tích xem từ đâu lại có lối tư duy không quản được thì cấm nguyên nhân sâu xa lối tư duy này xuất phát từ sự tuyệt đối hóa nhà nước xem nhà nước như là một ông chủ với quyền hành bao trùm độc đoán và tuyệt đối do đó ở đâu khi nào mà ông chủ cảm thấy bạn tay của mình không vươn tới được hoặc bao trùm hết được thì các đơn giản là ngay lập tức đóng sập nó lại cấm tiệc tất nhiên trong lối tư duy này người dân sẽ chỉ được xem như là những kẻ ít nhiều vô năng luôn cần phải được bàn tay của ông chủ nhà nước dìu dắt hướng dẫn một cách trực tiếp hơn nguyên nhân của tư duy không quản được thì cấm có thể đến từ sự ưa thích dễ dãi khi nhà nước cảm thấy ở đâu lĩnh vực nào vượt ra ngoài tầm với ngoài năng lực quản trị của mình thì cách ngắn nhất là cấm chỉ như thế nhà nước không cần bất cứ sự cải thiện năng lực thay đổi quản trị nào vẫn có thể giữ mọi sự trong khuôn phép quy củ Bất kể việc cấm đoán này có thể gây ra xung đột, căng thẳng hay kéo lùi sự phát triển của xã hội như thế nào, bây giờ ta mới thử phân tích xem từ bỏ tư duy không quản được thì cấm có nghĩa như thế nào. Một cách ngắn gọn nó có nghĩa là khi người dân, doanh nghiệp mở ra những hoạt động mới, những lĩnh vực, hình thức, kinh doanh mới mà nhà nước cảm thấy hệ thống quản trị của mình nhất thời chưa thể theo kịp, thì thay vì đẻ ra luật mới để cấm chỉ ngay tức khác cho nhẹ việc, nhà nước đầu tiên sẽ phải giữ một thái độ tôn trọng sau đó phải tìm cách thấu hiểu rồi từ từ tìm cách thay đổi luật pháp cải thiện năng lực thay đổi quản trị để đáp ứng để theo cho kịp với những cuộc chơi mới mà người dân doanh nghiệp vừa mở ra tất nhiên như vậy thì thật là quá vất vả và đau đầu do đó để nó thực sự làm được như vậy thì một lần nữa cần phải xuất phát từ những sự thay đổi căn bản nếu không muốn nói là đảo ngược trong tư duy nhận thức về vị thế và vai trò của nhà nước với người dân nhà nước bây giờ không phải là một chủ nhân ông tuyệt đối đứng ở trên ở cao ban phát quyền hành và chăn dắt nhân dân nữa mà ngược lại nhà nước sẽ chỉ là những đại diện được người dân những người chủ thực sự tín nhiệm trao quyền và trả công để làm công việc quản trị đất nước để phục vụ nhân dân chỉ bao giờ và khi nào tư duy nhận thức này được thấm nhuần trong cả người dân lẫn chính giới thì khi đó ở trên mới có các nhà làm luật dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm ở dưới mới có nền hành chính tinh gọn hiệu quả thực sự coi người dân những người nộp thuế nuôi nhà nước là những ông chủ phải phục vụ chứ không phải để hành là chính như vậy về bản chất điểm nghẽn này nằm sâu trong nhận thức về quyền làm chủ quyền tự do tự trị và phẩm giá của nhân dân nó không dễ để nhận diện và thay đổi còn tháo gỡ được nó thì quả thực là một cuộc cách mạng chứ chẳng chơi. Tết 2025, xu hướng tiết kiệm lên ngôi. Ngày 22 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài, nhiều người chuẩn bị tinh thần cho một cái Tết tiết kiệm. Theo đó, VOA cho biết còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết nguyên đáng. Trước tình cảnh làm ăn không thuận lợi, thu nhập khó khăn, nhiều hộ gia đình ở Hà Nội đã chuẩn bị tinh thần cho một cái Tết hết sức tiết kiệm để dành tiền cho những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống thường ngày. Hình ảnh bài trên VOA VOA dẫn lời anh Phạm Thành Hưng, giám đốc kinh doanh của một công ty phần mềm ở Hà Nội cho biết năm nay gia đình anh sẽ tiết kiệm mọi khoản chi với mục tiêu ăn Tết đầm ấm nhưng không tốn kém, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Bánh chưng thì ông bà ngoại cho, Đào thì xác định chỉ mua loại khoảng 150.000 một cành, quốc thì chỉ mua loại 500.000 một cây thôi. Còn tận dụng đối tác và khách hàng người ta biếu quà cho mình, ví dụ như mình đem cho hộp bánh, hộp sâm cho người ta thì người ta lại cho mình chai rượu chẳng hạn. Anh Hưng cho biết thêm về kế hoạch chuẩn bị Tết của gia đình ngay từ thời điểm này. Anh Hưng cũng cho hay, suốt từ đại dịch Covid đến nay, doanh thu của công ty liên tục giảm, do rất nhiều doanh nghiệp cả quốc doanh lẫn tư nhân tiết giảm chi phí nên gia đình anh thực tế đã quen với những cái Tết tiết kiệm như vậy. Anh dự tính tiền thưởng Tết cũng chỉ vừa đủ để chi phí cho những khoản cần thiết nhất trong dịp Tết này. Vì vậy cũng dẫn lời anh Phạm Thành, một nhân viên bán hàng thâm niên của một doanh nghiệp nước ngoài ở Hà Nội. Anh cho biết năm nay tiếp tục là một năm khó khăn của anh khi doanh thu bán hàng sụt giảm so với năm ngoái năm ngoái bán được 26 tỷ, năm nay thì cố về khoảng 24 tỷ mà đến bây giờ chỉ mới có 18 tỷ. Nói chung bây giờ khó khăn lắm, các doanh nghiệp chết đói, buôn bán cũng khó mà luật thì lại siết chặt. Anh Thành cho biết và lo lắng không biết tiền thưởng cuối năm có đủ để lo cho cái Tết tiết kiệm cho gia đình hay không. Anh nói việc du xuân lễ hội đầu năm thường khá tốn kém nên gia đình anh sẽ loại bỏ. Hình ảnh người dân mua sắm Tết năm 2024 tại siêu thị Coopmart, xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, Sài Gòn. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, anh Đỗ Ngọc Anh, nhân viên một doanh nghiệp lớn của nhà nước thổ lộ, doanh thu năm nay tiếp tục sụt giảm, năm thứ tư liên tiếp, nên không khí nơi làm việc những ngày cuối năm cũng không có chút hào hứng gì. Những bữa tiệc tất niên sẽ như 4 năm qua, có thể không được tổ chức hoặc phải thay đổi theo hoàn cảnh hiện tại chưa thấy bàn gì về kế hoạch tất niên mà nếu có thì trong dịp tết dương lịch tới chẳng hạn thì chắc là cũng chỉ là một bữa nho nhỏ thôi anh ngọc anh nói vẫn theo lời anh tết năm nay gia đình anh sẽ tiếp tục dựa vào bố mẹ ở quê thay vì giúp đỡ cho ông bà vì vậy cho hay anh nguyễn minh hòa một đồng nghiệp của anh ngọc anh nói rằng so với nhiều nơi khác tình hình của họ coi như là đỡ hơn rất nhiều anh Hòa cho biết thêm, Tết năm nay gia đình anh sẽ chỉ loanh quanh đi thăm họ hàng và đón Tết tại Hà Nội, chứ không đi chơi xa và cũng không tổ chức tiệc tùng để tiết kiệm và tránh làm bạn bè khó xử vì không ai dư giả gì để tham gia. VOA cũng cho hay, theo cổng thông tin điện tử của Quốc hội Việt Nam, những tháng cuối năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với những biến động lớn từ bên ngoài và khó khăn nội tại. Ở nội địa, nền kinh tế Việt Nam đang chịu áp lực từ tình trạng lạm phát gia tăng, thị trường lao động thiếu hụt. Trong khi sự thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu và những biến động từ thị trường quốc tế cũng đang tạo ra những sức ép lớn. Theo VOA, dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 sẽ từ 5,5% tới 6%, lạm phát trong năm cũng dự kiến ở ngưỡng 4,2%, tức là cao hơn mức 3,8% của năm ngoái. Quốc hội đặt mục tiêu phát triển GDP cả nước trong năm sau là từ 6,5 đến 7%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin Tết 2025 xu hướng tiết kiệm lên ngồi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.